kisses. Oh, please stay a while. I'll reach up to hold your sunlit face. Feels like a handful of silk now. I'm in your warm embrace. Ngày hôm nay là ngày đám cưới hỏi của mình và Phạm Thư. Thì nói chung là cái cảm xúc của mình bây giờ thì rất là hạnh phúc. Bởi vì mình với Phạm Thư yêu nhau đến năm nay là năm thứ 5 rồi. Mình với Phạm Thư yêu nhau từ lúc mà mình chưa có gì cơ. Đến lúc mà bây giờ thì hai đứa có nhiều cái gì thì hai đứa vẫn ở bên nhau. Và cuối cùng là tổ chức đám cưới mọi người nhá. Chào mọi người nhá. Hiện tại là cảm xúc bây giờ của mình là rất là hạnh phúc. Thật sự là mình chưa nghĩ là mình sẽ lấy chồng và mình ế 26 năm rồi mà hôm nay lại có người rước. Quá là tuyệt vời luôn mọi người ạ. Thì trước khi mình chuẩn bị là lên xe hoa để đi đón Phạm Thư thì thật sự luôn là mình đang rất là hồi hộp. Vừa có một chút gì hồi hộp, vừa có một chút vô cùng hạnh phúc. Bởi vì có rất là nhiều bạn cũng hỏi Kiên và tâm sự với Kiên: tại sao anh ơi, anh lại yêu chị Thư mà hơn hẳn 3 tuổi mà anh vẫn yêu? Tán Phạm Thư là Phạm Thư sinh năm 97. Lúc đấy là mình học lớp 11. Phạm Thư là nghỉ học rồi, đang kinh doanh sản phẩm, bán chỉ mụn rồi. Bị mụn là mình hỏi chỉ mụn và mình mua chỉ mụn của Phạm Thư. Và mình tán tỉnh, mình thấy cô bé này xinh quá. Thế là mình bắt đầu mình nhắn tin mình tán tỉnh. Lúc mình hỏi tuổi thì mình Phạm Thư lại bảo với mình là em 97. Thế lúc đấy mình ngỡ ra, mình bảo ôi, mình lúc đấy mình 2000 mà bà này bà 97 rồi, tôi toang rồi, kiểu này là không yêu rồi. Thì còn là giây phút này chuyên chuẩn bị là Kiên đi ăn cưới rồi. Mọi người cùng theo chân Kiên và đi ăn cưới để xem là cô dâu Phạm Thư ngày hôm nay là ngày tuyệt vời nhất của Kiên và cô dâu Phạm Thư nhé. Để xem cô dâu Phạm Thư. We'll be right back.
Hôm nay là ngày cưới của anh Kiên và chị Thư, em chúc anh chị trăm năm hạnh phúc ạ. Chị cảm ơn em nhé. Dạ. Chúc em sớm lấy chồng nha, nhà vía. Hôm nay là ngày cưới của anh Kiên với chị Thư thì em chúc anh Kiên với chị Thư sớm sinh quý tử và chúc anh chị hạnh phúc và sớm xây nhà cho em ở kế một căn phòng. Ok mọi người nhá, thì như mọi người cũng vừa mới xem xong cái video mà video cưới mình với Phạm Thư thì đến giờ phút này là cái giây phút mà cuối cùng của mình với Phạm Thư. Đấy, đây là cái ngày 24, ngày giây phút cuối cùng mình với Phạm Thư đứng với nhau và mặc trên đồ bộ cái cưới và chú rể này. Thì nói thật sự mọi người là mình cảm giác rất là hạnh phúc. Đến bây giờ mình vẫn là hạnh phúc. Và mình cảm ơn tất cả các anh, các chị cũng như là cô, chú, hai bên họ hàng đến đã chung vui cùng với Kiên. Cảm ơn tất cả các anh, các em và các cả các idol, các bạn của Kiên đã đến chung vui cùng với Kiên nhá. Thì nếu mà sau này nói chung là lần đầu thì Kiên tổ chức đám cưới có rất là nhiều các cái điều mà nó còn sơ suất. Thì nếu như anh chị mà có xem được cái video này thì tất cả các bạn và anh chị bỏ qua cho vợ chồng của Kiên. Xin chào mọi người nhá, mình là Phạm Thư. Cảm ơn tất cả mọi người đã bớt chút thời gian đến để chung vui với mình ngày hôm nay. Thật sự là mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Và con muốn gửi lời cảm ơn đến hai bên gia đình. Cảm ơn bố mẹ đã đẻ ra con, đã nuôi con khôn lớn. Con dựng vợ cả chồng. Và con cũng cảm ơn bố mẹ chồng đã luôn yêu thương con và đã chấp nhận con về để làm con dâu của gia đình mình. Và cũng cảm ơn hội bạn thân của tớ đã luôn ở bên và đến đây để chúc phúc cho tớ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Lời cuối cùng thì mình xin gửi đến chồng mình. Cảm ơn anh Kiên Trổ đã luôn yêu thương em và chấp nhận mọi tật xấu của em. Và quý là vợ, cảm ơn anh rất là nhiều. Ok mọi người ạ, thì mình cũng không có cái gì để chia sẻ cả bởi vì cái đám cưới của mình gần kết thúc rồi. Bây giờ là mọi người cũng tháo giạc rồi các thứ các kiểu rồi, cô dâu chú rể cũng về thay quần áo. Ok mọi người nhé, nếu như mọi người mà xem video lại của Kiên mà thấy hay ý nghĩa thì mọi người đừng quên like, share và đăng ký kênh nhá. Ok anh em, hẹn gặp mọi người ở video sau anh em. Bye bye.